508 con. Đây là một phát hiện của Thanh tra Sở Tài chính Khánh Hòa khi kiểm tra danh sách phát hành thẻ bảo hiểm y tế của tỉnh này. Qua kiểm tra danh sách phát hành thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi từ năm 2010 đến 2013, Thanh tra Sở Tài chính Khánh Hòa phát hiện hàng trăm trường hợp sai sót, bất hợp lý, không đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Tại danh sách cấp thẻ năm 2012 của Bảo hiểm Y tế huyện Diên Khánh, có tận 508 trẻ em của xã Diên Lâm cùng chung một bà mẹ tên là Bùi Thị Mỹ Hạnh. Còn danh sách cấp thẻ, trả lời về sự việc này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết đó là do lỗi kỹ thuật khi lập biểu cung cấp cho đoàn thanh tra, cán bộ lập biểu sơ suất trong thao tác kéo dê chuột máy tính nên người mẹ trùng tên. Đoàn thanh tra đã chấp nhận với giải trình này.